chị làm sao? Sức chị nhiều quá, bánh ngọt thế cùng với ạ mời sức cả vui. Thế còn con thì sao? Còn con cháu Kỷ Hợi. Đúng rồi, cao lớn. Đúng rồi, lợi hại hơn cao lớn sao nhỉ? Con cao lớn, con minh đáng yêu, nó là. Chúc mừng Xuân Kỷ Hợi 2019. Đúng rồi. Con nói đi, chúc mừng Xuân Kỷ Hợi 2019. Chúc mừng Xuân Kỷ Hợi 2019. Đầu xuân gặp chúc ông bà, đầu lưng đầy đọ, đầu ngoài gần con, đầu mẹ chiến xe đầy cả, đầu lưng chủ tỉ mua quà tặng con, con thì sao? Chúc chị sao nhỉ? Tức chị nhiều quà đầy mong, cho cùng em với lúc nào cũng vui. Thế còn con? Thế còn con thì sao? Kỷ Hợi sao nhỉ? Kỷ Hợi con lợi hại hơn. Kỷ Hợi con lợi hại hơn. Đúng rồi, cao lớn. Con cao lớn, cao thông minh, đáng yêu, nè. Nào con nói to, bà loa. Chúc mừng Xuân Kỷ Hợi 2019. Chúc mừng Xuân Kỷ Hợi 2019. Thank you.